Ok, rồi bây giờ mình ôn tập từ vựng một chút ha. Rồi Gia Bảo đã học thuộc từ vựng chưa? Dạ. Đã học thuộc từ vựng hôm bữa có thời gian, cô có nhờ thời gian gửi cho hai đứa. Đã học thuộc từ vựng chưa? Chưa. Ta chưa Con gửi lại phải... cho cô. Nhưng con phải đi học. Rồi hôm bữa cô kêu quay video Con về quay rồi nói, cô ơi. nhưng mà con đăng chưa? Bảo mẹ đăng con mà. Cô chưa thấy, cô đợi từ chiều luôn á. Cô mới thấy video của bạn anh Thái à. Hôm bữa cô dặn Nhưng là mà đăng con quay rồi mà cô. thì con nhờ Đây mẹ là đăng mẹ đang đi. ngồi. Tại vì cô chưa thấy, bây giờ cô đâu, bây giờ con quay rồi nhưng mà trong máy rồi, cho cô coi để cô sửa cho con. Rồi nói này đăng sớm trước thứ năm nha. Thì cô cho thêm 1 2 ngày nữa đăng lên để có gì cô sửa bài cho hai bạn ha. Không là cô sẽ tiếp tục giao Con về nữa. nghe thì cô. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ôn tập một chút. Rồi bây giờ đọc lại ha, đọc lại một lần. Từ vựng hơi nhiều với lại hơi khó cho nên là cô cho các bạn thời gian nhiều các bạn học, chứ không phải là cô quên không khảo các bạn ha. Cho nên là cô cho thời gian rồi thì ráng học đúng hẹn ha. Rồi bây giờ Gia Bảo đọc đọc bài cho cô, ổn định chỗ ngồi chưa? Để đọc bài nè. À. Đâu cô? Cô đang share thấy không, thấy cô share trên màn hình chưa? Có. Rồi rồi đầu tiên nè, Terrible. terrible, Terrible. ok, Butler. Double. stable, Double. Table. stable. Table. Ừ, nhớ cái từ Table. bàn không, cái bàn table nè, thì bây giờ có âm s đằng trước nữa là stable ha. Table. Broken. Mall. Broken À, car. broken car. Break. Mall. Toad. Lovey. Love. Lovey. Hold. Spend. Toll. See. Serious. 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 Look at. Look. Look it. Look. 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 Âm K Look. và ED này thì đọc là âm tờ. Look. Looked. Just. Just kidding. Appear. Up here. Appear. Carried. 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 Carry. Carry. Foolish. After. Before.
Outside. Inside. Into. 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 Into, not to, huh? Into. Happily. Wanted. 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 Promise. Promise. Proven. Promise. Promise. Eugene. Until. Until. Argue. Argue. Choice. Maybe. Ask. Want. Wait. Wait. Đọc lại chữ con này ba lần đi. Wait. 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 Rồi, ok. Wait. Want. Want là A-N. Còn A-I là wait ha. Này là A-N-N, wait. Want. Còn đây là A, wait. Ok. Rồi, có ôn lại quá khứ đơn chưa? Cô hôm trước cô giảng đó, cô cho các bạn về xem lại. Đã ôn chưa? Chưa. Cô giao bài tập gần 5-6 ngày luôn. Cô ghi lại rõ ràng để cho các bạn dễ coi, dễ xem lại. Mà sao tại sao lại chưa thuộc từ vựng. Rồi video thì chưa đăng để cô chưa sửa được nè. Rồi bây giờ đến cái này ngữ pháp cô ôn lại cho các bạn. Mà cũng chưa ôn lại, cô dặn về nhà coi lại. Mà sao chưa vậy? Mấy ngày qua Gia Bảo làm gì? Có đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư của. Rồi, ngoài giờ học có giờ chơi không? Không ạ. Không chơi qua TV luôn, không chơi iPad, không chơi điện thoại luôn. Bài học của. Nhưng mà con học bài trên lớp vậy, con có học bài của cô không? Bài lớp bài này con có mà. Có mà để sao giờ cô hỏi ôn lại chưa là nói là chưa. Con học cô cũng là một môn học mà, cũng học tiếng Anh mà. Để sao cô giao bài tập con không làm. Bây giờ học thêm là con xin nhẹ đúng không? Là học chính thôi đúng không? Còn bài tập học thêm thì không cần làm đúng không? Vâng. Con đi học thì con phải có trách nhiệm chứ. Cái này cũng là một công tác đi học mà. Chứ đâu phải là mình, cô đang dạy con là dạy chơi đâu. Mình cũng đóng tiền vô mình học mà. Tại sao cô giao bài tập bây giờ các bạn không học thì những cái đằng sau cô nói làm sao bạn nhớ được. Giống như cái thì quá khứ đơn này là đã từng học rồi nè. Nhưng mà cô hỏi lại Gia Bảo có nhớ đâu đúng không? Cô dạy lại cho Gia Bảo. Bạn anh thấy là bạn đã nhớ rồi. Bây giờ Gia Bảo chưa nhớ thì cô dạy lại cho Gia Bảo. Mà bây giờ Gia Bảo không chịu xem lại. Rồi những cái bài sau lại liên quan đến cái điểm ngữ pháp này. Rồi cô nói Gia Bảo không nhớ cái lại bắt cô nói lại lần nữa hả? Dạ. Cô nói Gia Bảo có hiểu không? Có. Bây giờ Gia Bảo xem nhẹ môn này, không cần làm bài tập môn này cũng được đúng không? Cô dặn xem lại cũng không xem lại đúng không? Đúng không? Cô biết là bài tập từ vựng này nhiều khó, cô cho các bạn nhiều thời gian rồi. Đến ngày hôm nay là gần 2 tuần rồi đó. Rồi cái điểm ngữ pháp này khó, cô kêu các bạn
Ngày hôm đó cô giảng rồi cô hỏi các bạn có hiểu cái gì, có không hiểu gì nữa không thì hỏi cô đúng không? Xong rồi các bạn nói không, thì cô mới kết thúc tiết học. Xong rồi cô kêu các bạn về nhà nhớ xem lại điểm ngữ pháp này, tại vì mình đang học trọng tâm cái điểm ngữ pháp này thì có thứ đơn, cho nên là sẽ nhắc lại nó rất nhiều. Bây giờ không hiểu thì cô giảng mấy cái khác thì gia bảo đâu có hiểu đâu, đúng không? Gia bảo lúc trước những cái từ này nè, những cái từ thêm ed này vô nè là mình đã học rồi nè, là đã chia động từ của quá khứ đơn nè, mà gia bảo không nhớ. Bây giờ cô phải giảng lại cho gia bảo, mà bây giờ gia bảo không xem lại rồi lại tiếp tục không hiểu đúng không? Gia bảo nghiêm túc với việc học của mình được không? Thầy Gia bảo con có nghiêm túc được không? Con có nghiêm túc với việc học được không? Mỗi lần cô giao bài tập cho các bạn, cô đều hỏi là có làm được không? Cô hỏi khả năng của các bạn nếu mà các bạn phải đi học nhiều quá hoặc là học học liên tiếp không có thời gian để học thêm thì các bạn có thể nói với cô để cô giãn ngày ra, mà thay vì cô cho một ngày thì cô có thể cho 2 3 ngày để các bạn học. Mà cô có nói trong tiết học trước đúng không, nhưng mà các bạn không hề ý kiến với cô mà các bạn không làm. Giờ các bạn muốn cô phạt như thế nào đây? Gia Bảo có muốn cô nhờ thời gian nói lại với phụ huynh của Gia Bảo không? Đây không phải là lần đầu tiên đăng video trễ nha, cũng không phải lần đầu tiên là không xem lại bài nha. Đây không phải là lần đầu tiên nữa rồi nha. Cô dạy các bạn nghiêm túc thì các bạn cũng phải học nghiêm túc chứ. Đâu thể nào nói là tại vì con đi học quá nhiều cho nên là con không thể học, con không thể làm bài môn này. Vậy môn này con không phải đang học hả? Con chỉ đang chơi thôi hả? Con vào con ngồi con nghe con dự giờ xong rồi con thoát ra thôi, chứ con không học môn này đúng không? Cô hỏi gia bảo là có đang học không? Hay là con chỉ vô đây con coi con nghe thôi? Nếu mà con chỉ vô đây con dự giờ con nghe thôi thì cô xin phép mời con ra khỏi lớp ha. Tại vì nếu mà đã xác định đi học rồi thì các bạn phải học đàng hoàng. Cô cho các bạn có quyền ý kiến mà, cô đều hỏi các bạn là cô giao bài tập như vậy có làm được hay không. Cô cho các bạn quyền ý kiến là các bạn có nhiều bài tập bên ngoài quá, trên lớp nhiều quá, phải đi học thêm hè nhiều quá. Các bạn có thể nói để cô giãn thời gian ra cho các bạn học, hoặc là giảm bớt bài tập cho các bạn để đảm bảo chất lượng. Chứ không thể nào mà cô hỏi các bạn đều kêu là các bạn chưa làm, chưa xem lại, chưa thuộc từ vựng. Cô giao từ vựng đến tuần này là gần 2 tuần rồi nha. Rồi điểm ngữ pháp cô cũng đều hỏi các bạn á là về nhà xem lại để biết cách hiểu cái cách chia động từ cho cô để từ sau cô giảng các bạn hiểu hơn. Cô đều hỏi trước đúng không? Hỏi các bạn có làm được hay không đúng không? Cô hỏi từng bạn đúng không? Nếu mà các bạn không nhớ các bạn có thể lên YouTube tìm lại video đó. Có quay lại mà. Các bạn đều nói là có thể làm được. Nhưng xong rồi giờ bây giờ cô hỏi thì anh Thái thì kêu là phụ một chút chút, còn Gia Bảo thì chưa thuộc từ vựng luôn. Rồi Gia Bảo chưa xem lại điểm ngữ pháp luôn. Vậy là cái công cô giảng như các bạn là giảng cho xong vậy thôi hả? Xong là thôi hả? Các bạn cứ để đó hả? Các bạn không biết trân quý cái kiến thức cô dạy đúng không? Rồi các bạn học trong lớp không có nghiêm túc đúng không? Các bạn đừng có lấy lý do á là tại vì con phải học nhiều quá. Vậy thì môn này không phải là đang học hả? Môn này có phải là đang học không? Vậy để cho các bạn đi học những cái môn khác các bạn chịu làm bài, mà để cho các bạn học môn này các bạn không chịu làm hả? Nếu mà các bạn xem nhẹ môn này các bạn không muốn học thì các bạn cứ nói với ba mẹ nha. Nhưng mà một khi đã xác định có đi học thì các bạn phải
hoàn thành bài tập sẽ học cho đàng hoàng. Chứ không phải là môn này học online, môn này học thêm, cho nên là học chơi thôi. Còn cái hiệu quả ra sao á thì các bạn không quan tâm. Lớn hết rồi chứ đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Phải có trách nhiệm chứ. Đây là lần cuối cô nhắc nhở nha. Cô ơi, cô nhận được bài gửi của con hôm nay chưa cô? Rồi, cô nhận được của anh Thái rồi. Video với lại từ đọc từ bất quy tắc cô đã nhận được của anh Thái rồi. Đừng bao giờ để cô phải nhắc lại cái vấn đề này nha. Nếu mà lúc cô giao bài tập có ý kiến gì thì nói ngay lúc đó luôn. Còn nếu mà đã đồng ý có thể làm rồi thì hôm sau cô hỏi đã thuộc bài chưa, đã học chưa. Đừng có lý do với cô nha. Được không Gia Bảo với anh Thái? Cô rất là nhân nhượng các bạn rồi nha. Cô biết các bạn còn phải học môn khác nữa. Cho nên là đó giờ cô không có làm gấp cái vụ bài tập. Nhưng mà các bạn, cô càng dễ các bạn càng lấn tới. Đến ngày hôm nay cô giao là Gia Bảo không thèm tin lại luôn. Rồi cô đợi bài tập suốt 5 ngày để cô coi cô sửa ngữ pháp với lại cách nói cho các bạn, phát âm cho các bạn. Rồi cũng chỉ có anh Thái thôi. Rồi anh Thái đọc lại từ vựng cho cô nè. Terrible. Butter. Stable. Broken. Mold. Tall. Love. Fall. Pen. Say. Saw. See. Serious. Look. Use. Appear. Carry. Foolish. After. Outside. Into happily want promise until argue truth try. Choice. Âm cuối là âm S nè. Choice. Truth. Maybe. Up. Want. Wait. Want là cái từ này nè. I know. Vâng cô ạ. Wait. Với ai là wait nha. Cô nhắc nhiều lần rồi đó. Wait. Đọc lại cho cô hai lần đi.
Rồi bây giờ anh Thái có nói được cho cô là nói lại cái điểm ngữ pháp này cho cô được không? Thì quá khứ đơn cách ghi động từ. Rồi Gia Bảo nói được không? Này được không? Không. Hả? Cô con bị thoát ra ngoài quá. Rồi. Rồi anh Thái nói lại cho cô được cái phần này không? Con thưa cô, đọc đọc về là thi quá khứ đơn thôi ạ. Ý là nói lại cho cô cách chia động từ như thế nào. Giống như vâng cô ạ. Được không? Thi quá khứ đơn là tới chủ ngữ cộng. Từ cộng là cái cấu trúc chung trong câu tiếng Anh đó là SVO. Là chủ ngữ động từ và tân ngữ ạ. Ừ, thì áp dụng vô thì quá khứ đơn ta sẽ có động từ được chia ở dạng chủ ngữ vị động từ hai. Động từ chỗ này đọc là verb ha. Verb 2 hoặc là verb ed. Verb ed nghĩa thêm cộng động từ có thêm ed của ạ. Và cuối cùng sau đó là cộng thêm tân ngữ ạ. Đúng rồi. Rồi thì động từ trong thì quá khứ đơn thì có hai dạng, đó là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc ạ. Ừ, có quy tắc thì mình chỉ cần thêm ed, còn động từ bất quy tắc là mình giữ nguyên hoặc là chuyển đổi từ của. Đúng rồi, còn thì hiện tại đơn tương tự mình so sánh với hiện tại đơn thì verb mình sẽ chia thêm verb là thêm s và thêm es của có hoặc thêm es không? Có ạ. Có không? Có của. Thì hiện tại đơn có động từ bất quy tắc không? Không ạ. Mình chỉ có một quy tắc đó là thêm s hoặc là es thôi, từ nào cũng vậy hết. Đúng không? Vâng. Đâu có từ nào mà biến đổi hoàn toàn giống như bên đây đâu, đúng không? Vâng ạ. Rồi còn về động từ to be thì sao? Động từ to be là thì quá khứ đơn là thêm was hoặc were. Hoặc là hát. Was thì was dùng cho số ít, còn were là dành cho số nhiều của ai và chủ ngữ số ít. I was. I was. Và chủ ngữ số ít, còn were thì là chủ ngữ số nhiều ạ. Rồi còn hiện tại đơn động từ to be là rồi em thấy lại bị lag rồi. Giờ bạn nghe bạn nói vậy rồi có nói lại được không? Con nói được cái quá khứ đơn với thì hiện tại đơn. Con chỉ nói được động từ to be được. Rồi bây giờ cấu trúc chung của câu trong tiếng Anh đó là Dạ bảo, đó là cái gì?
cấu trúc chung của một câu tiếng Anh là? Chủ động từ thân ngữ. Là cộng S, V, O đúng không? Phải đủ ba bộ phận này đúng không? S, V và O đúng không? Rồi, trong thì quá khứ đơn thì chữ V này, verb, động từ ở đây sẽ được chia thành? Đây là verb. Đi đúng không? Rồi. Và ở trong cứ đơn thì động từ sẽ chia làm hai dạng gì? Có vi và có nghe rõ cô. Ở trong thì quá khứ đơn thì động từ sẽ được chia làm động từ có quy tắc và động từ không có quy tắc. Bất quy tắc. Nếu động từ có quy tắc thì chỉ cần thêm ed. Không có bất quy tắc thì không có ed. Không có ue. Bên phải học thuộc. Rồi, tương tự thì hiện tại đơn thì động từ sẽ được chia dưới dạng gì? Thêm s và hoặc es đúng không? Rồi, trong thì hiện tại đơn thì có động từ bất quy tắc không? Không. Nó chỉ có một theo một quy tắc đó là thêm s hoặc là es thôi, đúng không? Vâng. Rồi, còn động về động từ to be. Động từ to be là was và were. Was dùng cho số ít. Were số nhiều. Cái gì số ít? Chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít. Và chủ Ai. Ví dụ là I was, đúng không? Cái gì gì đó, đúng chưa? Còn thì hiện tại đơn thì động từ to be là động từ to be là am, is, are. Rồi, am thì sử dụng cho I. Is sử dụng cho is. Chủ ngữ số ít. Và are dùng cho chủ ngữ số nhiều. Rồi, ok. Rồi, cô giao bài tập là tìm hiểu về động từ bất quy tắc và tìm cho cô 10 động từ. Gia Bảo có làm chưa? Chưa. Con chỉ làm một bài. Con chỉ làm cái gì? Chị làm cái gì Gia Bảo? Dạ. Con chưa làm mà con chỉ làm cái gì? Con quay video. Rồi, hôm nay về làm rồi chụp lên cho cô nha. Đăng lên cùng với video nha. Rồi, Gia Bảo. Chụp mà cô. Làm viết ra giấy rồi chụp lên cho cô. Đăng. Kêu mẹ nhờ mẹ đăng cùng với video luôn. Được không? Vâng. Làm được không? Chắc chắn nha. Trước thứ năm để cô có bài sửa nha. Được không Gia Bảo? Vâng. Rồi, ok. Rồi, anh Thái. Anh Thái mẹ ổn định lại chưa? Anh Thái. Anh Thái ơi.
Rồi ok, vậy thì homework cô sẽ để lại để bữa sau đầu giờ cô sẽ sửa, hoặc là cuối giờ hôm sau cô sẽ sửa cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bài học ngày hôm nay. Một bài reading nữa about transportation and 400 sky car. Rồi như những cái bài reading khác thì bây giờ hai bạn đọc sơ qua cái bài này và gạch chân lại những cái từ mà các bạn chưa biết đọc hoặc là chưa biết nghĩa ha. Rồi cô cho đến 5 phút để các bạn đọc sơ qua và tìm từ vựng ha.
Rồi, hai bạn đã gạch chân hết những từ vựng mình chưa biết chưa? Rồi ạ. Xong chưa Gia Bảo? Rồi, ok. Từ đầu tiên ạ. Đoạn đầu tiên. Trong đoạn đầu tiên có từ nào? Cút trù. Đọc. Có từ gì? Dòng con thô cô là phu phu tổ và cái đê pe lo pe cái gì cô ạ? Rồi, từ rồi nha. Cô đang hỏi Gia Bảo. Rồi anh Thái đợi chút. Rồi, bạn đầu tiên có từ nào Gia Bảo? Đây đúng không? Vâng. Rồi, từ nào? Quay từ cuối nữa cô. Câu cuối. Vâng. Rồi từ nào nữa? Từ từ gần chữ sky car của đây hả? Suddenly. Vậy từ hot và của hai từ này đúng không? Vâng. Từ lip hot. Ôi à, sao từ nào? Lòng tư cô. Đây hả? Vâng. Hai lòng. Rồi, từ nào nữa? Từ hot pools. Rồi, từ nào nữa? Từ Ô số, từ này hả? Vâng. Rồi, từ nào nữa? Theo đây hả? Vâng. Ok, từ nào nữa? Từ direction. Direction đây. Vâng. Hãy
Rồi. Gần chữ the car. Sai rồi cô ơi. Đây hả? Nào. Cái từ gần chữ the car. Can car. Dòng tiếp theo của cô. Đấy hả? Control hả? Ừ. À rồi, đó là thứ hai rồi. Cô đang hỏi đoạn đầu tiên trước. Rồi anh Thái, đoạn đầu tiên còn từ nào biết không? Con thưa cô là đoạn đầu tiên con không biết từ future và từ developer. Rồi còn từ nào nữa không? Con thưa cô là từ Icar, từ Kaltani. Từ từ gì chứ? Icar hả? Đâu? Để Skycar thôi, Skycar. Đây hả? Từ nào anh Thái? Con thưa cô là Direction. Rồi còn từ nào nữa? Từ nào mà ngoài những từ này nữa? Hết rồi cô ạ. Rồi anh Thái, đoạn thứ hai có từ nào không biết? Con thưa cô, đoạn thứ hai là con có những từ version. Where here. Version, ok. Và cái từ đầu tiên của dòng bên dưới ạ. Cho hả? Đâu? The vehicle, ok. Con cho cô từ tiếp theo là từ quickly. Đâu? Là từ số 1, 2, 3, 4, 5. Từ số 6 bằng số 6 cô ạ. Quickly, ok. Là expensive. Expensive. Đây hả? Vâng. Expensive. Con thưa cô, từ tiếp theo là comfortable. Comfortable. Con thưa cô là ETHANOL. Đấy là từ con đánh vần của dòng số 2 từ dưới lên trên của
Petrol. Tiếp theo là từ polluted. Thế rồi cô ạ. Rồi gia bảo đoạn thứ hai, ngoài những từ bạn anh thấy vừa đọc còn từ nào gia bảo chưa biết không? Từ thứ nhất à, dòng một từ thứ tư gồm dòng hai từ số ba với từ số bốn. Lại từ bên xuống. Từ nào? Person hả? Vâng. Rồi, từ này rồi, từ nào nữa? Từ dòng thứ ba từ 6. Dòng thứ ba từ 6. Enough. Từ garage. Garage. Từ dòng số 4, từ số 4. Từ full. Rồi. Quickly. Rồi, từ đó rồi. À. Dòng số 7 từ số 8 thôi. Đây hả? Distance. Từ distance này mình học rồi ha. Rồi gì nữa nào? Từ nữa là từ từ mommy. Gọi đi. À,
cô tư nữa là từ x mauve. Đây hả? Cos không mauve. Mauve. Đâu? Dòng số mấy? À. Bảy. Dòng số bảy. Từ thứ hai của. Rồi, rồi sao đọc từ trên xuống nha. Rồi, từ nào nữa. À, từ cos và từ expansion. Rồi, từ nào nữa. Từ expansive. Rồi, từ nào nữa? Từ thứ nhất cùng cái từ có. Rồi, từ này có rồi, từ nào nữa? Từ million. Đây là planning. Tiếp theo là planning coi. Planning. Planning mà cô. Rồi cái đó là chia, cho do chia động từ thôi. Còn đây mới là động từ nguyên mẫu của nó ha. Rồi từ nào nữa. Deeper. Where? Đâu? Dòng số 8. À, dòng số 9. 9. 9 cô ơi. Từ số mấy? Từ số nhất. Cheaper hả? Cheaper. Và từ số 2 nữa cô ạ. Rồi. Từ số 2 nữa hả? Đâu? Engine. Rồi. Với lại từ số 2. Engine rồi. Từ carrier seat. Easier từ nãy hả? Vâng. Rồi từ này lát nữa cô sẽ giải thích. Rồi từ nào nữa? Vậy từ Afford. Afford. Và từ Branson. Price. Từ nào? Price hả? Vâng. Và từ normal. Rồi gì nữa? Từ comfortable. Rồi gì nữa? Best. Đâu? Từ nào nữa? Comfortable. Từ best.
Best. Best. Where? Around. Gần chị. What's the best? Okay. Rồi gì nữa? Ở gần. Đâu? Đâu? Thế thanh non rồi, ok. Từ gì nữa? Từ in trẻ. Expect từ này hả? Không. Từ gần chữ and water. Từ gần chữ and water. Rồi. Petrol rồi. Từ quality. Rồi. Từ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi ok. Giờ cô sẽ vừa đọc vừa cho các bạn nghĩ luôn ha. Rồi từ đầu tiên future là tương lai. Thứ hai, developer. Developer là nhà phát triển. Rồi suddenly là một trạng từ, là một cách chắc chắn. Rồi hope là hy vọng. Rồi pilot là phi công. Trong lúc cô đang ghi thì các bạn tranh thủ ghi lại luôn ha. Control là điều khiển. Rồi also là cũng. Theo là nói và hoặc là kể. Rồi, direction. Direct không phải direct nha. Direction là phương hướng. Person là phiên bản. Vehicle là phương tiện. Phương tiện đi lại á. Rồi ha. Quickly là cũng là một trạng ngữ. Một trạng ngữ thì chúng ta một cách gì đó ha. Một cách nhanh là nhanh chóng. Rồi expensive là đắt tiền. Comfortable, không phải comfort nha, không phải nước xả comfort, là comfortable là. Rồi exponent đây là một tên chất hóa học nha, là xăng. À, xăng hoặc là rượu. Xăng tên. Xăng gì cô? Biết xăng không? Cô đọc lại từ xăng đi cô. Xăng. Ethanol. 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 Ok. Là xăng á. Các bạn biết xăng mà đúng không? Xăng đổ xe á. Bạn biết xăng không? Ừ thì ethanol này là xăng ha. Rồi petrol là
nhiên. Còn nói chung á, đây là danh từ chung của những cái, ví dụ ethanol là một cái loại xăng ha, hình như là xăng E5 á, đúng không? Theo như cô nhớ trong hóa thì là ethanol này là xăng nè. Còn petrol là nhiên liệu xăng dầu, là những cái gọi chung á ha. Ethanol là một loại petrol, ok. Pollute là gây ô nhiễm. Rồi hold, là giữ. Còn instead of là thay vì, thay vì cái gì thì cái gì đó. Rồi single seat đó là ghế đơn, chỗ ngồi đơn ha. Còn seat là sáu chỗ ngồi như enough là đủ, garage là gara. Các bạn biết gara không? Gara à, con cứ tưởng là cái chữ kia là gara. Con biết cái này rồi cô ạ. Ừ. And the amount of là một lượng cái gì đó, hiểu không? And the amount of oil, một lượng dầu. And the amount of milk là một lượng sữa. À, gọi là cũng là nhiên liệu luôn, mà thường là nhiên liệu hóa thạch ha. Ví dụ như là ga, mình sẽ có ga nữa ha. Ví dụ như là petrol thì nó chỉ là xăng dầu thôi, những cái mà mình đổ vô xe á thì mình sẽ gọi là petrol. Còn fuel đó là nhiên liệu. Ví dụ là giống như là nó bao gồm cả xăng dầu và nó có cả ga ha, có cả than, hiểu không? Các bạn biết không? Thì người ta gọi chung đó là fuel ha. Rồi distance là khoảng cách. Còn moment có nghĩa là at the moment, thì có nghĩa là ngay bây giờ. Move là di, cost là tốn hoặc là có cái gì đó có giá là bao nhiêu thì nó sẽ là cost. À, rồi million là triệu, billion là tỷ ha. Plan là lên kế hoạch. Rồi cheap thì đó là đối ngược lại với expensive là đắt tiền, còn cheap là rẻ. Rồi rồi
Engine. Engine là động cơ. Support. Support là đủ điều ví dụ như là cái có một cái chiếc xe hơi đồ chơi tầm mười mấy ngàn thì các bạn sẽ afford, các bạn có đủ điều kiện để chi trả cho nó đúng không? Nhưng mà một cái xe hơi mười mấy tỷ đồng thì các bạn có afford được không? Không đúng không? Các bạn không đủ điều kiện, không đủ tiền để chi trả ha. Thì afford này là đủ điều kiện, đủ tiền đó. Điều kiện ở đây là nhiều thứ ha. Ví dụ như là tiền, chủ yếu là nói về tiền ha. Nhưng mà có một số cái, ví dụ về hoàn cảnh nữa thì không thể chi trả được ha. Rồi price là giá tiền. Normal là bình thường. Rồi, the best là tốt nhất. Tốt nhất, giỏi nhất ha. À, the best. Rồi bây giờ đọc lại cho cô nha. Đọc cô phát âm nha các bạn. Rồi em thái đọc trước cho cô. Rồi ok. Rồi em thái đã sẵn chưa? Con sẵn sàng cô ạ. Rồi ok, từ đầu tiên. Future. Ừ. Rồi thứ hai. Developer. Developer. Đi nè. Ra nè. Love. Developer. 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 Ok. Thứ ba là suddenly. Suddenly. Certain hoặc là certain cũng được ha, tùy theo cái giọng anh hoặc là anh. Certainly. Rồi, từ tiếp theo. Là hope. 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 Rồi, từ tiếp theo. Pilot. 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 Rồi, tiếp theo. Control. 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 Also. Rồi em thấy là bị lag rồi. Anh Thái ơi. Mạng rồi. Của con nó bị kém cô ạ. Ok, đọc tiếp nào. Con cho cô là trời. Theo. 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 Tiếp theo. Yeah, Korean. Direction. Direction. Rồi, tiếp theo. Which? Version. 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 Rồi, vehicle. Vehicle. Quickly. Quickly. Expensive. Expensive. Cheap. Comfortable.
không phải con for nha, ở đây là chữ o nhưng mà mình sẽ đọc là âm ơ nha. Comfortable. Ừ, cái âm này đọc nhanh lên. Comfortable. Comfortable. Này, cái từ này nè, cái âm này nè. Đọc rất nhẹ và rất nhanh ha. Comfortable. Comfortable. Okay. It's a noun. It's a noun. Nè, âm này nhớ, đưa lưỡi ra ngoài nè. It's a noun. It's a noun. It's a noun. Nhớ đưa lưỡi ra. Đưa lưỡi và đẩy mạnh hơi ra. It's a noun. It's a noun. Nè, đưa lưỡi. Anh Thái đưa lưỡi ra ngoài. It's a noun. It's a noun. Okay. Petrol. Petrol. Pollute. 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 Hold. Hold. Instead of. Instead of. Okay. Single seat. Single seat. Thick seat. Thick seat. Enough. Enough. Garage. Garage. An amount of. An amount. Amount of. Ở đây có một tờ này có thể nói. An amount. Amount. Amount of. Fuel. Fuel. Rồi, anh hai quay trở lại chưa? Anh hai đã quay trở lại. Ổn chưa? Rồi qua. Fuel. 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 Distance. Different. Distant. 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 Âm cuối cũng là âm S luôn. Distance. Distant. Moment. Moment. At the moment. At the moment. Move. Move. Cost. Cost. Million. 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 Land. Land. Engine. 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 A fort. A fort. No. No man. No more. No more. Price. Price. The best. The best. Okay. Rồi. Đến lượt Gia Bảo nè. Future. 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 Developer. Developer.
Suddenly. Suddenly. Certainly. 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 Hop. Hope. Hope. Pilot. Pilot. Control. 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 Also. Also. Tell. Direction. 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 Person. 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 Vehicle. Vehicle. Quickly. Quickly. Expensive. 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 Cheap. Cheap. Comfortable. Comfortable. Even. Even. Nhớ đưa lưỡi ra ngoài nào. Even. Even. Đưa lưỡi ra. Sa. Da. Even. 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 Okay, petrol. 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 Pollute. 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 Hold. Hold. Instead of. Instead of. Single seat. Single seat. Six seat. Six seat. Enough. 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 Âm cuối là âm nha. Enough. Enough. Garage. Garage. An amount of. An amount of. Fuel. Fuel. Distance. Distance. Moment. Moment. At the moment. And the moment. Move. Move. Cost. Cost. Million. Million. Billion. Million. Billion. Million. Billion. Million. Billion. Land. Plan. Engine. Engine. Afford. Afford. Normal. 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 Price. Price. The best. The best. Ok, hai bạn đã nhớ cách đọc chưa? Rồi ạ. Rồi, ok, còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng có chỉ hơi nhớ một ít từ thôi cô ạ. Sao? Các bạn nói sao? Dạ. Các bạn nói sao? Con chỉ nhớ một ít từ thôi. Rồi, cái bài này là thời gian sẽ đăng lên YouTube, kênh Giang Thuốc. Các bạn tìm với từ khóa C3 ha, các bạn sẽ mở được cái video ngày hôm nay mình học. Thì các bạn xem lại
lúc mà các bạn học từ vựng, các bạn xem lại từ nào mình không nhớ thì có thể mở video cái đoạn cô tập đọc cho các bạn nè. Ha. Xem lại cách đọc ok không? Rồi. À, còn thắc mắc gì nữa không? Hai bạn. Cô ơi cô, lúc đấy cô bảo là ở cô giao cái gì mà thứ năm con phải cô. Các bạn nói sao? Mười tư gì? Mười động từ bất quy tắc. Bây giờ có cần phải thuyết trình nữa không cô? Anh Thái đã đăng video thuyết trình rồi thì anh Thái không phải đăng nữa ha. Rồi đến thứ năm, Gia Bảo nhớ Gia Bảo phải làm gì chưa? Rồi ạ. Gia Bảo có trong group Zalo của lớp C3 không? Thầy Giang có gửi cho. Có gửi bài tập cô gửi cho các bạn đó. Gia Bảo có thấy không? Con chưa. Rồi ha. Rồi thấy rồi đúng không? Rồi nhớ nhìn bố mà làm, nhớ làm nha. Rồi đăng lên cho cô để cô sửa bài nghe chưa? Vâng. Rồi bài tập ngày hôm nay đó là và tập đọc từ vựng này thôi ha. Ok. Rồi hôm trước ơi. Ngày mai con phải đi học cô. Ngày mai con phải đi học. Ngày mai con phải đi học hả? Vâng. Tối mai con phải đi học không? Dạ, không. Ừ, thì tối mai học. Thứ năm mình mới học nữa mà. Rồi còn sáng thứ năm, trưa thứ năm, chiều thứ năm nữa mà. Tối thứ năm mình mới học mà. Đúng không? Vâng. Rồi các bạn, có một ngày thôi nên các bạn chưa phải nhớ nghĩa mà. Chủ yếu là tập đọc những từ này, nhớ cách đọc cho cô nha. Từ vựng ngày hôm nay. Thế thứ năm mình sẽ dịch cái bài này và bài ha. Tập trung lên. Rồi được chưa? Rồi Bảo chưa hoàn thành bài tập phần trước thì phải hoàn thành. Được không? Ồ, khó lắm cô ơi. Hôm trước cô giao video là Gia Bảo là người nói dễ mà đó. Có cần cô con đăng lên rồi cô ơi. Mẹ con đăng lên rồi. Đăng mẹ con đăng chưa? Đăng rồi. Còn à mẹ con chụp rồi. Rồi nhắc mẹ đăng để phần sau cô có bài cô sửa nha. Vâng ạ. Rồi còn đọc từ bất quy tắc nữa. Nhớ tìm hiểu để từ sau cô cho các bạn đọc lên để cô. Cô chỉ cho các bạn ha. Vâng. Rồi nếu mà con không còn thắc mắc gì nữa thì mình có thể rời lớp. Goodbye teacher. Goodbye teacher Nana. Ở được đấy chứ gì Nana.